Chiếc thuyền ngoài xa, truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Trưởng phòng tôi là người sâu sắc, lại cũng lắm sáng kiến, đến cái mức có khi bọn chúng tôi trong cơ quan phát mệt vì anh. Trước đây chừng dăm tháng, để chuẩn bị cho tấm lịch năm sau, anh tỏ ý không bằng lòng với cách làm ăn từ trước tới giờ. Sang năm, chúng ta sẽ đem đến cho mỗi gia đình một bộ sưu tập chuyên đề về thuyền và biển. Anh nói quả quyết, thôi bỏ cái lối mỗi thứ một tí đi. Phải có một bộ sưu tập chuyên đề, 12 tháng là 12 bức ảnh nghệ thuật về thuyền và biển. Không có người, hoàn toàn thế giới tĩnh vật. Chúng tôi xách máy lên đường, suy nghĩ, chọn cảnh, bấm máy suốt 5 tháng. Và tất cả những gì thu được bằng ánh sáng đen trắng trên giấy ảnh đang được bày ra la liệt trên hai chiếc bàn ghép lại. Và quả tình lúc đó tôi đã lấy làm bằng lòng lắm, đoán chăng không còn phải xách máy đi chụp bổ sung như mọi năm nữa. Làn khói thuốc lá cuộn phun ra mù mịt trước cặp mắt đầy tinh khôn của trưởng phòng đang nheo lại sau mắt kính lão. Đột nhiên trưởng phòng quay sang phía tôi hỏi, bây giờ đã là tháng mấy nhỉ? Tháng 7, tôi đáp với một vẻ dè chừng. Tháng này ở biển vẫn còn sương chứ? Chị có bão táp với biển động, muốn lấy sương thì phải nghĩ đến từ tháng 3 cơ. Này anh Phùng. Trưởng phòng dường như đã nhìn thấy rõ mọi ý nghĩ ngần ngại của tôi, cho nên anh vừa nói vừa nhăn nhó cái mặt lộ vẻ đau khổ. Tôi cho anh một tháng. Một tháng là đủ chứ gì? Anh giúp tôi thêm một cảnh buổi sáng có sương đi. Trời ơi, tôi nhặt một bức ảnh ngay trong tầm tay. Với hàng trăm bức ảnh đẹp chụp công phu thế này mà anh. Đẹp thì đẹp thật, anh cướp lời tôi. Và nhất là lại có hồn nữa, đúng là những bức ảnh nghệ thuật. Nói thật tình, năm nay các anh đi về khác với những năm khác. Tấm nào ít nhiều tôi cũng thích, nhưng không thể chọn đủ cho 12 tháng, vẫn đang còn thiếu một tờ. Ở đời cái gì cũng thế, có người bản tính vốn lười biếng. Đôi khi mình hãy cứ để cho mình rơi vào hoàn cảnh bị ép buộc phải làm, không khéo lại làm được một cái gì. Năm ngày sau, tôi đã có mặt ở một vùng biển cách Hà Nội ngoài 600 cây số. Tôi giác máy tới một dải bờ cát nằm phục kích thiên nhiên ở cái khoảng giao điểm giữa ngày vừa rạng, đêm chưa tắt hẳn. Bây giờ cũng là lúc những chiếc thuyền đánh cá bằng gió bè hiện ra trong khoảng mờ tỏ của bình minh. Thực ra đi chuyến này, tôi có ý định muốn trở về thăm một vùng chiến trường cũ. Ở đấy, tôi có một thằng bạn, vừa là đồng hương, vừa là đồng đội, đã từng 10 năm ở với nhau trên rừng A So. Trước đây là một trung đội phó bộ binh, nổi tiếng hay đùa tiếu. Và bây giờ, lạy trời, ở ngay cái vùng biển ấy, hắn ta đang làm một thứ công tác nghiêm túc đến mức chẳng ai có thể tưởng tượng. Chính hắn lại có thể làm nổi. Mà trong thực tế, hắn ta đã làm 2-3 năm nay chứ không ít. Đời chúng tôi, cái đám lính của một thời chống Mỹ, từ sau 75 thật chẳng ít chuyện chớ trêu và bất ngờ. Thực ra ở đấy chưa phải là biển, mà mới chỉ là một vùng phá ăn sâu vào đất liền, chạy quanh quất như trò chơi trốn tìm giữa căn thôn, hộ, chợ búa trong một phạm vi hạt mấy chục cây số. Chẳng phải nói, cái vùng nước mà tôi vừa mới dắt máy ảnh đến để chụp bổ sung cho bộ sưu tập thật là thơ mộng. Và nhất là dường như trong suốt dải bờ biển của khắp cả nước, chỉ ở đây vào giữa tháng 7 là còn sương mù. Nơi đây, nếu bỏ ra ngoài tầm mắt những bãi xe tăng dứt lại hồi tháng 3-75, bây giờ sau gần 10 năm đã bị hơi nước mặn, gặm mòn và làm cho xét trĩ. Dùng phá nước có một cái gì đấy thật là phẳng lặng và tươi mát như da thịt của mùa thu đang ấp vào tâm hồn anh. Tôi trở nên ngây ngất vào mỗi buổi sáng. Bầu trời không xanh biếc, cao thăm thẳm mà đượm một sắc giữa xanh và xám. Bầu trời như hạ thấp xuống và như ngưng động lại. Giữa trời và nước ấy chỉ có một chiếc thuyền của một gia đình làm nghề gió bè đang tỏa khói bếp giữa phá. Chiếc thuyền đứng im như làm bằng cạc tông, dán vào cảnh vật êm ả. Hai ngày đầu, suýt nữa tôi đã quyết định đưa vào tờ lịch tháng 7 khung cảnh người ta đẩy một chiếc thuyền xuống nước. Đó là một chiếc thuyền mới đóng xong, vẫn còn thơm mùi gỗ lẫn mùi dầu rái. Tôi đã chọn được một thằng bé khoảng lên năm, có đầy đủ ngoại hình con trai một nhà, hàng chài, lại có cặp mắt thật đen gợi cho tôi nghĩ đến con mắt người ta vẽ trên đầu mũi thuyền.
Thằng bé đánh trần lội ra đứng giữa những lượng sóng bạc đầu, giang tay dứt một nắm phoi bào ra thật xa. Trong khi đó, ở trên bờ, bố mẹ nó và những người lớn đang xếp hàng dọc, ghé da dạo hai bên chiếc mạn thuyền mới. Tôi chỉ cần chụp đặc tả những chiếc da trần của ngư phủ cùng với một hàng bàn chân to bè của họ dập lúng vào cát. Nhưng tôi dội thôi ngay cảnh đẩy thuyền đầy không khí vui nhộn, hơi thô lỗ và thật hùng tráng. Thất bại thấy trước là tôi đã không làm sao thu được vào ống kính khoảnh khắc chiếc thuyền đập mình xuống nước, làm vỡ tung tóe từng đám bọt sóng trắng xóa. Tôi cũng quyết định thôi không lấy cảnh sương và cát như trưởng phòng ở nhà đã gợi ý. Mặc dù có những đêm thật lý thú, tôi ra ngủ ngay giữa bãi cát gian bờ phá theo lời rủ rê của một thằng bé mặt mũi xấu xí nhưng có một trí nhớ khác thường. Quần áo dính đầy nhựa cây, nó là đứa cháu ngoại của một ông lão làm nghề sơn tràm ở tận trên miền rừng A-so. Hai ông cháu lái một chiếc xe reo của gia đình chở gỗ về bán cho xưởng đóng thuyền. Trong những đêm như thế, thằng nhóc tận trên rừng xuống và tôi như hai nhà hiền triết nằm kê đầu trên 10 ngón tay đang vào nhau, nằm ngửa sóng đôi bên nhau, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng mờ trắng của sương đêm, cùng hồi hộp chờ một tiếng giặc rất nhỏ kêu thảng thốt trong bầu sương tích trên cao, nghe như vọng về từ một thời hồng hoang nào đó, cái thời chung quanh vùng biển này chỉ có lau lách và tiếng sóng dỗ, chưa có người. Thế rồi, cuối cùng, tìm đi kiếm lại, dắt máy ảnh tha thẩn suốt một tuần lễ, tôi quyết định thu vào tờ lịch tháng 7 của năm sau cảnh thuyền đánh cá thu lưới vào lúc nhập nhoạng sáng. Ai đã cầm máy ảnh có kinh nghiệm đều biết đó là một cảnh chết cháy, một đề tài đã có quá nhiều người khai thác, đã từng để lại những bức ảnh thật đẹp, đầy chất thơ của những người cầm máy ảnh có tên tuổi. Cái gì đã xui khiến tôi tự thách thức bằng cái việc mạo hiểm ấy? Có lẽ trước hết, không phải do sự hấp dẫn của hình ảnh, mà chính là những tiếng động đầy dễ náo nhiệt ở cách xa hàng cây số, cũng nghe tiếng của một nhóm thuyền đánh cá đêm bằng gió bè. Tôi chỉ được nghe cái âm thanh của sự làm ăn có cái gì như ma quái ấy vào những đêm thật tối trời, và chỉ được nghe thấy vào quãng gần sáng, vào lúc mà thằng Phát, thằng bé từ trên rừng hạ sơn xuống, đã nép vào sườn tôi ngủ say như chết sau khi nó cặn kẽ giải thích cho tôi nghe cuộc sống của những giống chim trên rừng. Trước mùa thu, trước mùa giá rét rất lâu, chúng đã nháo nhác rời tổ say trên các lùm cây dẻ âm tùm để làm những cuộc di cư. Không phải ngay trong mấy ngày đầu mới đến, mà về sau, khi đã chụp trọn gần một cuốn phim, tôi mới có dịp hiểu đôi chút về cách làm ăn lâu đời của những tổ hợp tác, gồm những chiếc thuyền đánh cá không có bến này. Bao giờ họ cũng chỉ liên kết với nhau chỉ trong một đêm hoặc một ngày chứ không lâu. Thường thường mỗi thuyền là một gia đình, ngoài thuyền lớn còn vài chiếc mũng để đi lại. Cuộc sống cứ lên đên khắp cả một vùng phá mênh mông, cưới sinh, sinh con đẻ cái, hoặc lúc nhắm mắt cũng chỉ trên một chiếc thuyền. Sóng diện không có, quê hương bản quán cả chục cây số trời nước chứ không cố kết vào một mảnh đất nào. Vào một buổi sáng tôi thức dậy, đàn đông đã sáng trắng, trên một nửa dòm trời sao đã lặn hết, những đám mây hình vỏ sò cứ hồng lên dần. Trong khi đó, mặt biển tuy đã sáng rõ, đến cái mức đứng trong bờ cũng nhìn thấy từng đường gấp nếp lăn tăn trên mặt tấm thép giác màu xám đục. Nhưng sao mà tẻ nhạt, tiếng sóng ồ ồ dội vào giấc ngủ suốt đêm chạy trốn đi đâu hết. Biển im thít và không màu sắc, như một con sứa khổng lồ dạt vào bãi. Ngay chỗ bãi xe tăng nhìn ra, một nhóm chừng dăm chiếc thuyền gió vừa tắt đèn, những chiếc măng sông treo thõng giữa lòng các tấm lưới đã tắt hết. Nhưng những đợt tiếng la hét vẫn cứ vang lên, đó là đám người đã được phân công làm công việc xua cá vào lưới. Phần nhiều đàn bà trẻ con, họ ngồi trên những chiếc mũng lúc nào cũng thả trôi lượn lờ mé ngoài, có khi tản mát mỗi nơi một chiếc. Số mũng bất chợt được tập hợp lại, từ bốn góc hối hả chèo tới. Đến cự ly cách mũi thuyền chừng 100 mét, tất cả buông chèo giới lấy hai giống tre khô dứt trong lòng mũng, gõ ầm ầm. Có người dùng ngay bơi chèo gõ vào thành mũng, tay gõ miệng hét hới hới. Trong mấy cái phút ấy, tôi quỳ một chân trên nền cát ướt, máy đã đặt sát vào mắt như một người đi săn. Chỉ rình ít phút nữa con thú sẽ buông ra khỏi cánh rừng. Tôi chờ cái lúc 5-6 chiếc lưới vót cùng một lúc từ từ dâng lên. Tôi bấm máy lia lịa qua khung hình
ánh sáng, tôi đã hình dung thấy trước những tấm ảnh nghệ thuật của tôi sẽ là dài 3 chiếc mũi thuyền và một cảnh đan chéo của những tấm lưới rộng đầy những giọt nước. Mỗi mắt lưới sẽ là một nốt nhạc trong bản hòa tấu ánh sáng và bóng tối, tượng trưng cho khung cảnh bình minh là một khoảng sáng rực rỡ đến mức chói mắt. Trong khoảng sáng đó, sẽ hiện lên trong tầm nhìn thật xa những đường nét của thân hình một người đàn bà đang cúi lom khom, sải cánh tay thật dài về phía trước, kéo tấm lưới lên khỏi mặt nước. Và phía sau lưng người đàn bà, hình một ngư phủ và một đứa trẻ đứng thẳng trên đầu mũi thuyền, dùng lực toàn thân làm đòn bẩy nâng bổng hai chiếc gọng lưới chĩa thẳng lên trời. Nói chung, tôi đã tìm được một bố cục chặt chẽ, và tôi lại có tính duy tâm nghề nghiệp. Tôi lại còn tin vào cái ngẫu nhiên đầy số đỏ của tôi nữa. Tôi nghĩ rằng với những tay nhiếp ảnh nghệ thuật, nếu không có thêm sự sắp đặt đầy tài tình của ngẫu nhiên, thì với tài ba đến bao nhiêu, anh cũng chỉ thu được những tấm ảnh vô hồn. Cũng như lúc tụ lại, cái đội hình của sự làm ăn trôi nổi trên mặt nước tản ra rất nhanh. Đây là mẻ lưới cuối cùng. Trong nháy mắt, nước trước mặt tôi chỉ còn một khoảng phá nước trống không. Lúc bấy giờ trời đầy mù, từ ngoài biển bay vào, lại lác đác mấy hạt mưa. Tôi rút vào bên bánh xinh của một chiếc xe tăng để tránh mưa, đang lúi húi thay phim lúc ngẩng lên thấy một chuyện hơi lạ. Một chiếc thuyền lưới gió mà tôi đoán là trong nhóm đánh cá ban nãy đang chèo thẳng vào trước mặt tôi. Có lẽ suốt một đời cầm máy ảnh, chưa bao giờ tôi được thấy một cảnh đất trời cho như vậy. Trước mắt tôi là một bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ. Mũi thuyền in một nét mơ hồ lè nhòe và bầu sương mù trắng, như sữa có pha đôi chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào. Vài bóng người lớn lẫn trẻ con ngồi im phăng phắc như tượng trên chiếc mũi khum khum, đang hướng mặt vào bờ. Tất cả khung cảnh ấy nhìn qua những cái mắt lưới và tấm lưới nằm giữa hai chiếc gọng gió hiện ra dưới một hình thù y hệt cánh một con dơi. Toàn bộ khung cảnh từ đường nét đến ánh sáng đều hài hòa và đẹp. Một vẻ đẹp thực đơn giản và toàn bích khiến đứng trước nó tôi trở lên bối rối. Trong khi trái tim như có cái gì đó bóp thắt vào, chẳng biết ai đó lần đầu đã phát hiện ra bản thân cái đẹp chính là đạo đức. Trong giây phút bối rối, tôi tưởng chính mình vừa khám phá thấy cái chân lý của sự toàn thiện, khám phá thấy cái khoảnh khắc trong gần tâm hồn. Chẳng phải lựa chọn xe dịch gì nữa, tôi gác máy lên bánh xích của chiếc xe tăng hỏng, bấm liên thanh một hồi, hết một phần tư cuốn phim, thu vào chiếc Pratica, cái khoảnh khắc hạnh phúc tràn ngập tâm hồn mình do cái đẹp tuyệt đỉnh của ngoại cảnh vừa mang lại. Tôi chắc mẩm ngay trong ngày hôm nay hoặc sáng mai đã có thể nhảy lên tàu hỏa trở về, nếu cái anh bạn đồng ngủ không cố níu giữ lại chơi thêm vài bữa. Ngay lúc ấy, chiếc thuyền đâm thẳng vào chỗ tôi đứng. Một người đàn ông và một người đàn bà rời chiếc thuyền, họ phải lội qua một quãng bờ phá nước ngập đến quá đầu gối. Bất giác tôi nghe tiếng người đàn ông nói chỏ lên thuyền như quát: "Cứ ngồi nguyên đấy, động đậy tao giết cả mày đi bây giờ." Chắc chắn họ không trông thấy tôi. Người đàn bà chạc ngoài 40, một thân hình quen thuộc của đàn bà vùng biển, cao lớn với những đường nét thô kệch, một rổ mặt, khuôn mặt mệt mỏi sau một đêm thức trắng kéo lưới, tái ngắt và dường như đang buồn ngủ. Người đàn ông đi sau, tấm lưng rộng và cong như lưng một chiếc thuyền, mái tóc tổ quả lão đi chân chữ bát, bước từng bước chắc chắn, hàng lông mày cháy nắng rủ xuống, hai con mắt đầy vẻ độc dữ lúc nào cũng nhìn dán vào tấm lưng áo bạc phết và rách rưới, nửa thân dưới ướt sũng của người đàn bà. Từ chỗ chiếc xe tăng mà tôi đang đứng với chiếc máy ảnh, đi qua 10 bước sâu vào phía trong, có một chiếc xe rà phá bom mìn của công binh Mỹ. Chiếc xe sơn màu vàng tươi và to lớn gấp đôi một chiếc xe tăng. Hai người đi qua trước mặt tôi, họ đi đến bên chiếc xe rà phá mìn. Người đàn bà đứng lại, ngước mắt nhìn ra ngoài phía mặt nước, chỗ chiếc thuyền đậu một thoáng, rồi đưa một cánh tay lên, có lẽ định gãi hay sửa lại mái tóc, nhưng rồi lại buông thõng xuống, đưa cặp mắt nhìn xuống chân. Lão đàn ông lập tức trở nên hùng hổ, mặt đỏ gay, lão rút trong người ra một chiếc thắt lưng của lính ngụy ngày xưa. Có vẻ như những điều phải nói với nhau họ đã nói hết. Chẳng nói chẳng rằng, lão chút cơn giận như lửa cháy bằng cách dùng chiếc thắt lưng quật tới tấp vào lưng người đàn bà. Lão vừa đánh vừa thở hồng hộc.
Hai hàm răng nghiến ken két, cứ mỗi nhát quất xuống, lão lại nguyền rủa bằng cái giọng rên rỉ đau đớn: "Mày chết đi cho ông nhờ, chúng mày chết hết đi cho ông nhờ." Người đàn bà với một vẻ cam chịu đầy nhẫn nhục không hề kêu một tiếng, không chống trả, cũng không tìm cách trốn chạy. Tất cả mọi việc xảy đến khiến tôi kinh ngạc đến mức trong mấy phút đầu tôi cứ đứng há mồm ra mà nhìn. Thế rồi chẳng biết từ bao giờ tôi đã dưng chiếc máy ảnh xuống đất chạy nhào tới. Bóng một đứa con nít lao qua trước mặt tôi. Tôi vừa kịp nhận ra thằng Phát, thằng bé trên rừng xuống, vừa nằm ngủ với tôi từ lúc nửa đêm. Thằng bé cứ chạy một mạch, sự giận dữ căng thẳng làm nó khi chạy qua không nhìn thấy tôi, như một viên đạn trên đường lao tới đích đã nhắm. Mặc cho tôi gọi nó vẫn không hề ngoảnh lại, nó chạy tiếp một quãng ngắn giữa những chiếc xe tăng rồi lập tức nhảy sổ vào cái lão đàn ông. Cũng y hệt người đàn bà, thằng bé của tôi cũng như một người câm, và đến lúc này tôi biết là nó khỏe thế đến thế. Khi tôi chạy đến nơi thì chiếc thắt lưng da đã nằm trong tay thằng bé. Không biết làm thế nào nó đã giằng được chiếc thắt lưng, liền dướng thẳng người dùng chiếc khóa sắt quật vào giữa khuôn ngực trần dạm dỡ cháy nắng, có những đám lông đen như hắc ín lon xoăn từ rốn mọc ngược lên. Lão đàn ông định giằng lại chiếc thắt lưng nhưng chẳng được nữa, liền giang thẳng cánh cho thằng bé hai cái tát khiến thằng nhỏ lão đảo ngã dúi xuống cát. Rồi lão lặng lặng bỏ đi về phía bờ nước để trở về thuyền, không hề quay mặt lại nhìn. Chỉ có tảng lưng khung khung và dạm dỡ càng có vẻ cúi thấp hơn, nom lão như một con gấu đang đi tìm nguồn nước uống. Hai bàn chân chữ bát để lại những vết chân to và sâu trên bãi cát hoang vắng. Người đàn bà dường như lúc này mới cảm thấy đau đớn, vừa đau đớn vừa vô cùng xấu hổ, nhục nhã: "Phát con ơi!" Miệng mếu máo gọi. Người đàn bà ngồi xẹp xuống trước mặt thằng bé, ôm chầm lấy nó rồi lại buông ra, chắp tay giái lấy giái để rồi lại ôm chầm lấy. Thằng nhỏ cho đến lúc này vẫn chẳng hề hé răng, như một viên đạn bắn vào người đàn ông, và bây giờ đang xuyên qua tâm hồn người đàn bà, làm rõ xuống những dòng nước mắt. Nó lặng lẽ đưa mấy ngón tay khẽ sờ đến khuôn mặt người mẹ, như muốn lau đi những giọt nước mắt chứa đầy trong những nốt rỗ chằng chịt. Thế rồi bất ngờ người đàn bà buông đứa trẻ ra, đi thật nhanh ra khỏi bãi cát xe tăng hỏng, đuổi theo lão đàn ông. Cả hai người lại trở về chiếc thuyền. Khoảnh khắc sau, bãi cát trở về với vẻ mênh mông và hoang sơ, giữa tiếng sóng ngoài khơi dội những tiếng kêu ồ ồ vào cõi im lặng. Chỉ có tôi và thằng bé đứng trơ giữa bãi xe tăng hỏng, trên tay thằng nhỏ vẫn cầm chiếc thắt lưng. Hai chúng tôi đưa mắt ngơ ngác nhìn ra một quãng bờ phá vừa ban nãy chiếc thuyền đậu, như trong câu chuyện cổ đầy quái đản, chiếc thuyền lưới gió đã biến mất. Tôi bước về phía nó, nhưng thằng bé không cho tôi lại gần. Tự nhiên thằng nhỏ vô cớ đâm ra thù ghét cả tôi, hết sức thù ghét, nhìn vào hai con mắt của nó, tôi đọc thấy được điều đó. Mà tại sao từ trước tới giờ tôi không để ý nhỉ? Lần đầu tiên tôi sực nhận thấy nó chính là một thằng bé dùng biển, những móng tóc vàng hoe có chỗ đỏ quạch như mớ lưới tơ đã bợt bạc, đang tỏa ra mùi nước mặn che lấp gần hết khuôn trán nhỏ và cặp mắt đầy vẻ ngây thơ. Lúc này chẳng khác nào cặp mắt của một chú hổ con từ miền rừng vừa lạc về. Mấy ngày sau, thằng Phát đối xử với tôi như một kẻ hoàn toàn xa lạ, như chưa bao giờ trò chuyện ngủ chung với tôi. Mỗi lúc bắt gặp tôi khoác chiếc máy ảnh đi trên bãi cát, nó vẫn nhìn tôi bằng con mắt âm thầm giấu kín đầy một sự thù ghét. Và tôi hiểu rằng tất cả lỗi lầm chính là ở chỗ tôi đã chót có dịp biết được tất cả mọi việc trong nhà nó, cái thằng trẻ con lạ kỳ nhất trần đời. Tôi đang tìm cách dỗ dành để gần nó, lại bắt đầu làm quen trở lại với nó một lần nữa. Cái chú chó sói con ấy thì đến là quá quắt. Thằng bé thông minh và dễ thương đã hoàn toàn biến thành một đứa trẻ độc ác và mất dạy. Nó hét lên trước mặt tôi bằng giọng the thé đầy giận dữ: "Hãy cút đi, cút đi!" Chính lúc ấy là lúc chiếc thuyền gió bè lại hiện ra trong làn sương sớm của một buổi mai sau lần trước ba hôm. Tất cả diễn ra y như lần trước, chiếc thuyền đâm vào đúng quãng bờ phá ngày hôm trước, từ đó đi bộ vào bãi xe tăng hỏng rất gần. Và vẫn như lần trước,
Người đàn bà lội xuống trước các khuôn mặt cúi gằm xuống và những bước chân thoăn thoắt đi trên bãi cát. Nhưng khi lão đàn ông vừa rời thuyền để đuổi theo người đàn bà, thì trong lúc ấy, ngay sau lưng lão, một đứa con gái cũng trượt xuống ở đằng lái, bơi vào. Đứa con gái chạc 14-15 tuổi, đây là trông dốc người và mái tóc xõa ngang vai, chứ cũng có thể con gái dùng biện ở cái dốc dạng ấy chỉ mới 12-13. Nó mềm mại và danh như một con dượng đen tuyền trong bộ quần áo đen ướt rượt bó sát vào người. Trên đôi cẳng rám nắng, con bé chạy như bay về phía chỗ thằng Phát đứng. Ngay từ đầu, thằng bé hình như muốn tránh giáp mặt đứa con gái nhưng không thoát. Thực sự là đứa con gái lớn hơn và có vẻ rất khỏe. Hai đứa trẻ giật nhau. Có một lúc thằng Phát dùng ra được khỏi đứa con gái, định bỏ chạy. Nhưng chỉ sau vài sải chân rượt sát ngay sau lưng, đứa con gái đã nhanh nhẹn giơ tay túm được vạt áo thằng Phát lôi giật lại. Đứa con gái, mà tôi đoán là con chị, đã đè ngửa thằng bé ra giữa bãi cát. Và đến bây giờ thì tôi mới hiểu, đứa con gái đã rút ra được từ trong cặp quần đùi của thằng bé một vật sáng loáng. Trời ơi, đó là một con dao găm. Đậu, anh bạn chiến đấu cũ lái Honda đến đón tôi ở một trạm xá xã. Những người thợ xưởng đóng thuyền đã dìu tôi từ bãi tăng về đấy chưa đầy một ngày. Lão chồng, cái lão đàn ông độc ác và tàn nhẫn nhất thế gian, ấy đánh tôi hoàn toàn vì mục đích tự vệ. Tôi nện hắn cũng đã khiếp, tôi nện hắn bằng tay không, nhưng cú nào ra cú ấy, không phải bằng bàn tay của một anh thợ chụp ảnh mà bằng bàn tay rắn sắt của một người lính giải phóng đã từng 10 năm cầm súng. Tôi đã chiến đấu trong mấy ngày cuối cùng chiến tranh trên mảnh đất này. Bất luận trong hoàn cảnh nào, tôi cũng không cho phép hẳn đánh một người đàn bà, cho dù đó là vợ và tự nguyện rút vào trong cái xó bãi xe tăng kín đáo cho hắn đánh. Đậu đưa tôi về cơ quan của anh, cô y tá của cơ quan tòa án huyện, một cô gái chưa chồng, đã luống tuổi và béo phục phịch. Nhận lệnh của thủ trưởng Đậu mang túi thuốc tới. Dưới măng cô y tá, mấy vết thương xoàng trên trán tôi chả khác nào những dần hào quang của một người anh hùng. Vừa băng lại các vết thương cho tôi, cô vừa kể lể bằng tất cả giọng phẫn nộ, thói tàn nhẫn của dân đàn ông đánh cá trong vùng địa phương này do phong tục để lại. Hãm bớt ngọn lửa căm thù xuống bà chị ạ. Dù sao thì đàn ông cũng cần, đôi khi rất cần, dù là chánh án của tòa án huyện, Đậu vẫn không chịu bỏ cái thói hay phong bèn. Thà tôi chết già, các anh đừng tưởng, thà tôi làm gái già suốt đời. Cô y tá luống tuổi cứ chỉ mũi kéo đang kẹp một dúm bông đã tậm cồn vào giữa mặt Đậu. Anh chỉ nhe răng cười, vừa tha được tôi về đến nơi là Đậu đã chúi mũi vào giữa hàng núi hồ sơ. Những vụ kiện tụng, những vụ án hình sự lật giặt cũng có, những vụ nghiêm trọng cũng có. Vài ngày sau, những vết thương của tôi đã lên da non, ngồi soát lại tất cả những cuốn phim đã chụp. Dù sao thì tôi cũng đã thấy yên tâm về công việc. Tôi tin là nếu chiếc Pratica trung thành với tôi thì phía này tôi có thể đánh ngã bất kỳ một bức ảnh mô tả phong cảnh biển nên thơ nào từ trước. Tôi ngỏ ý với Đậu muốn trở lại cái xưởng đóng thuyền nằm ngủ giữa trời với thằng bé một tối trước khi trở về Hà Nội. Nhưng Đậu bảo tôi láng lại với anh thêm vài ngày. Vào một buổi sáng, có một chiếc thuyền mạn chở hai người đàn bà ghé vào bến tòa án. Tôi thầm cảm ơn Đậu đã giữ mình ở láng lại. Nếu thiếu nữ không đi theo mẹ đến tòa, người đàn bà mặc rỗ hai lần tôi giáp mặt trong bãi xe tăng hỏng, thì chắc chắn tôi không thể nhận ra đó chính là đứa con gái ướt sũng từ đầu đến chân đã vật nhau với thằng Phát để tước lấy con dao găm. Thiếu nữ mảnh dẻ trong tấm áo cánh màu tím nhạt, lại một cặp mắt như cặp mắt của đứa trẻ lên năm mà tôi đã chọn để cầm vút một nắm phôi bào ra giữa ngọn sóng bạc đầu. Một cặp mắt đen của chiếc thuyền mới đóng. Tôi chẳng hiểu chút gì về nghệ thuật điện ảnh, nhưng bất giác tôi cứ nghĩ giá sau này cần một vai như kiểu nàng tiên cá thì nhất thiết phải chọn người thiếu nữ này. Tôi tự hỏi, chẳng lẽ cái nhan sắc đang độ trẻ con như đúc từ trời biển trong suốt nên thơ này lại được tách ra từ da thịt của một người đàn bà hàng chài xấu xí và đau khổ.
Người đàn bà dặn con gái hãy ở lại dưới thuyền, rồi với dáng đi mệt mỏi, chậm chạp như một bà già, trèo lên những bậc đá xếp từ bờ phá lên một con đường nhựa đã long lở. Hai bên đường phơi đầy lưới chài của phố huyện vùng biển. Người đàn bà vẫn mặc chiếc áo màu bạc phết vì nước mặn, một miếng giá bằng vải xanh bằng bàn tay trên vai, những nốt rỗ trên mặt có vẻ thưa ra. Đứng trong phòng làm việc của đậu, tôi nhận ra ngay mụ. Hôm nay, người đàn bà rời chiếc thuyền gió bè, đổ bộ lên tận đây theo giấy triệu tập của tòa án huyện. Đây là lần thứ hai người đàn bà được đậu mời đến về công việc gia đình. Cũng không phải là lần đầu tiên đến một nơi công sở, nhưng người đàn bà vẫn có vẻ sợ sệt, lúng túng. Cái vẻ lúng túng sợ sệt mà ngay lúc mụ đứng giữa bãi xe tăng cũng không hề thấy có. Người đàn bà chỉ quen sống giữa mặt nước, vừa đặt chân vào trong phòng đầy bàn ghế và giấy má, liền tìm đến một góc tường để ngồi. Ngồi sau một chiếc bàn lớn, đậu nhổm dậy, chỉ chiếc ghế mây trước mặt, cố làm ra vẻ thân mật. Chị ngồi lên đây, sao lại thế? Hãy ngồi lên chiếc ghế này. Đậu phải nói đến lượt thứ hai, mụ mới dám rón rén đến ngồi ghé vào mép chiếc ghế và cố thu người lại. Đậu hỏi, thế nào, chị đã nghĩ kỹ chưa? Người đàn bà ngước lên nhìn đậu rồi lại cúi mặt xuống. Thưa đã. Đậu gật đầu, anh đứng dậy. Tự nhiên anh rời chiếc bàn, đến đứng dịnh vào lưng ghế người đàn bà ngồi, giọng trở lên đầy giận dữ, khác hẳn với giọng một vị chánh án. 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng, cả nước không có người chồng nào như hắn. Tôi chưa hỏi tội của hắn mà tôi chỉ muốn bảo ngay với chị, chị không sống nổi với cái lão đàn ông vũ phu ấy đâu. Chị nghĩ thế nào? Người đàn bà hướng về phía đậu, tự nhiên chắp tay giái lia lịa. Con lại quý tòa. Sao? Sao? Quý tòa bắt tội con cũng được, phạt tù con cũng được, đừng bắt con bỏ nó. Lúc bấy giờ tôi đang ngồi giấu mặt sau bức màn giải hoa ngăn chỗ làm việc bên ngoài và phòng ngủ bên trong của đậu. Sau câu nói của người đàn bà, tôi cảm thấy gian phòng ngủ lồng lộng gió biển của đậu tự nhiên bị hút hết không khí, trở nên ngột ngạt quá. Tôi dán lá màn bước ra. Người đàn bà nhận ra được tôi ngay, mụ nhấp nhộm xoay quanh chiếc ghế như bị kiến đốt. Và về sau tôi mới sực nghĩ ra, mụ nghĩ rằng tòa án đã bố trí sẵn tôi ngồi phía sau để chuẩn bị làm nhân chứng. Chị cứ ngồi nguyên đấy, đậu nói, và với vẻ đầy hào hứng của một con người bảo vệ công lý, vừa có thêm người đến tiếp diện, anh chạy sang phòng bên xách một chiếc ghế cho tôi. Bây giờ dưới con mắt của người đàn bà hàng chài, vị chánh án không phải là đậu đã trở về ngồi sau chiếc bàn lớn, mà là tôi, với mấy vết thương đã lên da non nhưng vẫn để dấu vết trên mặt. Tuy ba, đậu thay đổi cách xưng hô, khoác lên mình cái cung cách bề ngoài của một vị chánh án. Chủ trương nguyên tắc của chúng tôi là kêu gọi hòa thuận. Đang ngồi cúi xuống, người đàn bà bỗng ngẩng lên nhìn thẳng vào chúng tôi, lần lượt từng người một với một vẻ ban đầu ngơ ngác. Chị cảm ơn các chú, người đàn bà đột nhiên thốt lên bằng một giọng khẩn thiết. Đây là chị nói thành thực, chị cảm ơn các chú, lòng các chú tốt, nhưng các chú đâu có phải là người làm ăn, nên các chú đâu có hiểu được cái việc của các người làm ăn lam lũ, khó nhọc. Chị mấy lời màu đầu ấy, người đàn bà đã mất hết cái vẻ ngoài khúm núm, sợ sệt, điệu bộ khác, ngôn ngữ khác. Cũng phải nói thật, những lời ấy, nhất là đây lại là lời của một người đàn bà khốn khổ, không phải dễ nghe đối với chúng tôi. Dầu mặt hãy còn trẻ, đậu cũng là một chánh án huyện, còn tôi, một người đáng lẽ một phải biết ơn. Nhưng người đàn bà để lộ ra cái vẻ sắc sảo chỉ đến thế, chỉ vừa đủ để kích thích trí tò mò của chúng tôi. Mụ đưa cặp mắt đầy vẻ mệt mỏi nhìn ra ngoài bờ phá bên kia con đường chính của phố huyện. Ở đấy, thiếu nữ mặc áo tím vẫn ngồi đợi mụ trên chiếc mũng. Trong phút chốc, ngồi trước mặt chúng tôi lại vẫn là một người đàn bà lúng túng đầy sợ sệt, nhưng có vẻ thông cảm với chúng tôi hơn. Mụ bắt đầu kể. Từ nhỏ tuổi, tôi đã là một đứa con gái xấu, lại rổ mặt sau một bận lên đậu mùa. Hồi bấy giờ nhà tôi còn khá giả. Nhà tôi trước ở trong cái phố này cũng vì xấu,
Trong phố không ai lấy. Tôi có mang với một anh con trai, một nhà hàng chài giữa phá hay đến nhà tôi mua bả về đan lưới. Lão chồng tôi khi ấy là một anh con trai cục tính, nhưng hiền lành lắm, không bao giờ đánh đập tôi. Người đàn bà bỗng chép miệng, con mắt như đang nhìn suốt cả đời mình. Dạ, tôi đẻ ít đi, hoặc chúng tôi sắm được một chiến thuyền rộng hơn. Từ ngày cách mạng về đã đỡ đói khổ, chứ trước kia vào các vụ bắt, ông trời làm động biển suốt hàng tháng. Cả nhà vợ chồng con cái toàn ăn cây xương rồng luộc chấm muối, cũng nghèo khổ, túng quẫn đi vì trốn lính, bỗng mù đỏ mặt. Nhưng cái lỗi chính là đám đàn bà ở thuyền đẻ nhiều quá, mà thuyền lại chật. Vậy sao không lên bờ mà ở? Đậu hỏi. Làm nhà trên đất ở một chỗ đâu có thể làm được cái nghề thuyền lưới gió. Từ ngày cách mạng về, cách mạng đã cấp đất cho, nhưng chẳng ai ở, vì không bỏ nghề được. Ở trên thuyền có bao giờ lão ta đánh chị không? Tôi hỏi. Bất kể lúc nào thấy khổ quá là lão xách tôi ra đánh, cũng như đàn ông thuyền khác uống rượu. Giá mà lão uống rượu thì tôi còn đỡ khổ. Sau này con cái lớn lên, tôi mới xin được với lão đưa tôi lên bờ mà đánh. Không thể nào hiểu được, không thể nào hiểu được. Đậu và tôi cùng một lúc thốt lên. Là bởi vì các chú không phải là đàn bà, chưa bao giờ các chú biết như thế nào là nỗi vất vả của đàn bà trên một chiếc thuyền không có đàn ông. Phải, bây giờ tôi đã hiểu. Bất ngờ Đậu chút một tiếng thở dài đầy chua chát. Trên thuyền phải có một người đàn ông, dù hắn mang rợ tàn bạo. Phải, người đàn bà đáp, cũng có khi biển động sóng gió chứ chú. Lát lâu sau mụ lại nói tiếp. Mong các chú cách mạng thông cảm cho, đám đàn bà hàng chài ở thuyền chúng tôi cần phải có người đàn ông để chèo chống phong ba, để cùng làm ăn nuôi nấng đặng một sắp nhỏ. Nhà nào cũng trên lưới chục đứa. Ông trời sinh ra người đàn bà là để đẻ con, rồi nuôi con cho đến khi khôn lớn. Cho nên phải gánh lấy cái khổ. Đàn bà ở thuyền chúng tôi phải sống cho con, chứ không thể sống cho mình như ở trên đất được. Mong các chú lượng tình cho cái sự lạc hậu, các chú đừng bắt tôi bỏ nó. Lần đầu tiên trên khuôn mặt xấu xí của mụ chợt ửng sáng lên như một nụ cười. Giả lại, ở trên chiếc thuyền cũng có lúc vợ chồng con cái chúng tôi sống hòa thuận, vui vẻ. Cả đời chị có một lúc nào thật vui không? Đột nhiên tôi hỏi. Có chứ chú, duy nhất là ngồi nhìn đàn con tôi, chúng nó được ăn no. Viên chánh án huyện trời chiếc bàn xếp đến phát ngốt lên những chồng hồ sơ giấy má. Đậu đi đi lại lại trong phòng, hai tay thọc sâu vào hai bên chiếc túi quần quân phục đã cũ. Một cái gì mới vừa dở ra trong đầu, vị bao công của cái phố huyện dùng biển. Lúc này trông Đậu rất nghiêm nghị và đầy suy nghĩ. Người đàn bà đã khóc khi nghe tôi nhắc đến thằng Phát. Nhưng tình thương con cũng như nỗi đau, cũng như cái sự thâm trầm trong việc thấu hiểu cái lẽ đời, hình như mụ chẳng bao giờ để lộ rõ rệt ra bên ngoài. Trong cái đám con cái đông đúc đang sống ở dưới thuyền, mụ không yêu một đứa nào bằng thằng Phát. Cái thằng con từ tính khí đến mặt mũi giống như lột ra từ cái lão đàn ông đã từng hành hạ mụ, và không khéo sẽ còn hành hạ mụ cho đến khi chết. Nếu không có cách mạng về, mụ cho chúng tôi biết. Vì sợ thằng bé có thể làm điều gì dại dột đối với bố nó, mụ đã phải gửi nó lên rừng nhờ bố mình nuôi đã nửa năm nay. Ở với ông ngoại, thằng bé sướng hơn ở trên thuyền với bố mẹ, nhưng hễ rời ra là nó trốn về. Thằng bé tuyên bố với các bác ở xưởng đóng thuyền rằng nó còn có mặt ở dưới biển này thì mẹ nó không bị đánh. Chiều hôm ấy, trong khi Đậu gặp lão đàn ông để giáo dục răn dạy lão, thì tôi trở lại xưởng đóng thuyền. Dặn thằng Phát, dù sao cái bãi cát cũng như cả vùng phá nước trở lên trống trải thế nào ấy. Đêm, những đàn chim di cư vẫn cố dỗ cánh trong sương bay qua vùng phá. Tôi khoác chiếc máy ảnh đi lang thang cho đến tận khuya. Đã mỏi cả chân, tôi đến ngồi bên một ngọn lửa nhiễm phôi bào bắt cháy sang mấy cái đầu mẫu gỗ cưa ra từ các lẻ ván của một chiếc thuyền mới vớt lên được.
sau vụ đắm thuyền trong vụ Bắc năm ngoái. Gần sáng trời trở gió đột ngột, từng tảng mây đen xếp ngổn ngang trên mặt biển đen ngòm. Và biển bắt đầu gào thét, sóng bạc đầu ngoài cửa lạch nổi cộm lên cao như những ngọn núi tuyết trắng. Trong phá, các thứ tàu thuyền đều tìm vào bờ để trú. Duy ở giữa phá, chẳng hiểu gì sao vẫn còn thấy một chiếc thuyền gió bè đang đậu. Gió rú rì, rào, chung quanh chiếc xe reo vừa mới ở trên rừng xuống. Chưa dỡ gỗ xuống hết, khi ông lão đã ngoài 60 mà vẫn còn theo đuổi nghề sơn tràng, đang ngồi bên bếp lửa giữa trời, vẫn đặt hai con mắt đầy vẻ lo lắng ra ngoài mặt phá, nơi có chiếc thuyền. Cái bếp lửa cũng bị gió ném tung ra khắp bãi cát. Những tàn lửa đỏ rực bay quẩn lên chung quanh chỗ tôi và ông lão ngồi. Tôi xem lại son cơm đã sống nhăn hộ lão, đoạn gào lên: "Chiều gió này không khéo bão cấp 11 rồi." Ừ, ông lão lẩm bẩm, vẫn không rời mắt khỏi chiếc thuyền đang chống chọi với sóng gió giữa phá. Những tấm ảnh tôi mang về đã được chọn lấy một tấm. Trưởng phòng rất bằng lòng về tôi, không những trong bộ lịch năm ấy mà mãi mãi về sau, tấm ảnh chụp của tôi vẫn còn được treo ở nhiều nơi, nhất là trong các gia đình sành nghệ thuật. Quái lạ, tuy là ảnh đen trắng nhưng mỗi lần ngắm kỹ, tôi vẫn thấy hiện lên cái màu hồng hồng của ánh sáng sương mai lúc bấy giờ tôi nhìn thấy từ bãi xe tăng hỏng. Và nếu nhìn lâu hơn, bao giờ tôi cũng thấy người đàn bà ấy đang bước ra khỏi tấm ảnh. Đó là một người đàn bà dùng biển, cao lớn, với những đường nét thô kệch, tấm lưng áo bạc phếch, có miếng vá, nửa thân dưới ướt sũng, khuôn mặt rỗ đến nhợt trắng vì kéo lưới suốt đêm, mù bước những bước chậm rãi, bàn chân chậm dậm trên mặt đất chắc chắn, hòa lẫn trong đám đông.